Nằm trong quân khổ chương trình Xuân Biên Giới với Trẻ Em và Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số 2023, ngày 6 tháng 1, Đoàn Công tác Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cùng tỉnh đoàn Hà Giang đã tới tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn Công tác Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã kính cẩn dâng lên vòng hoa và nén hương thơm, để từng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của dân tộc những người đã làm chọn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Hơn 30 năm trước, vị xuyên được coi là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc khi chứng kiến hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, hơn 9.000 người bị thương. Nghĩa trang liệt sĩ vị xuyên hiện nay là nơi yên nghỉ của hơn 1.797 anh hùng liệt sĩ, trong đó vẫn có hơn 300 ngôi mộ chưa biết tên và một ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ hy sinh. Phần lớn những liệt sĩ an nghỉ nơi đây đều ở độ tuổi 18, đôi 10, sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử, trở thành phương châm sống và chiến đấu của người lính vị xuyên. Trở về đây hôm nay, mỗi thành viên đoàn công tác đều mang trong mình ký ức hào hùng về những người lính quả cảm năm nào, những người đã dâng chọn tuổi thanh xuân để bảo vệ vùng biên ải. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác của báo tuổi trẻ thủ đô xin nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với những tấm hương sáng ngời và lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các anh hùng liệt sĩ nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa